Số 66. Chuyện Hoàng hậu Từ Tâm. Tiền thân Madula Khana. Trước thời ta được từ tâm. Câu chuyện này được bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về tính tham đắm ái dục. Chuyện kể rằng một thiện gia nam tử ở Xá Vệ sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp liền thành tâm hướng về Tam Bảo. Vị ấy xuất gia sống đời phạm hạnh theo đúng chánh đạo, thực hành thiền định và không bao giờ sao lãng trầm tư đối với đề tài thiền quán mà vị ấy đã chọn. Một ngày kia, trong lúc đang khất thực tại thành Xá Vệ, vị ấy chợt gặp một nữ nhân có nhan sắc quyến rũ. Khiến vị ấy ham thích, nên đã vi phạm giới luật tu hành là đưa mắt ngắm nàng. Dục tham bỗng khởi lên trong tâm vị ấy, khiến chẳng khác gì cây sung bị búa rìu đẳng ngã xuống đất. Từ ngày ấy, do dục tham chi phối, thâm tâm vị ấy đều mất hết sinh thú trong đời sống tu hành, cũng chẳng tìm được pháp lạc. Vị ấy chẳng khác gì một con thú hoang trong rừng, cứ để râu tóc, móng tay, chân mọc dài ra dần và y phục bẩn thỉu hôi hám. Khi các vị đồng phạm hạnh biết được tâm trạng khổ đau của vị ấy, liền bảo: "Này hiền giả, tại sao tâm trí hiền giả chẳng được như trước?" Vị ấy đáp: "Niềm an lạc của ta đã mất rồi." Chúng tăng liền dẫn vị ấy đến ý kiến bậc đạo sư. Ngài hỏi tại sao chúng tăng dẫn vị tỷ kheo ấy đến dù vị ấy không muốn. Bạch Thế Tôn: "Vì niềm an lạc của vị ấy đã mất rồi." Này tỷ kheo, có đúng vậy chăng? Thưa dân bạch Thế Tôn, vậy ai đã khiến ông phải phiền não? Bạch Thế Tôn, trên đường đi khất thực, con đã vi phạm giới luật của bậc thánh khi ngắm nhìn một nữ nhân, và tham dục khởi lên trong tâm con, vì thế con sinh ra phiền não. Bậc đạo sư liệt bảo: "Này tỷ kheo, chẳng có gì lạ khi ông vi phạm giới luật vì ham dục lạc. Ông đã ngắm nhìn một đối tượng trái với giới luật và bị tham dục chi phối. Thuở xưa, ngay cả những bậc đã đắc năm thắng trí và tán thiền chứng, những bậc đã dập tắt dục tham nhờ quy lực của thiền quán, tâm đã được thanh tịnh và đôi chân đã có thể rảo bước giữa không gian. Ngay cả các vị Bồ Tát mà chỉ vì vi phạm giới luật khi ngắm nhìn một đối tượng ngoài thông lệ nên phải để mất hết thiền lực, tâm bị tham dục khuấy động và phải chịu đại phiền não. Thế thì trận cuồng phong đủ năng lực xô ngã núi Tu Di, có xá gì mà quan tâm đến một ngọn đồi trọc không lớn hơn con voi? Cơn gió thổi mạnh làm bật gốc cây hồng đào vĩ đại, có màng gì bụi cỏ bên vách đá? Hay cơn gió càng quét khô cạn cả đại dương, có kể gì đến cái ao bé tí kia chứ? Nếu tham dục có quy lực làm cuồng si tâm trí của các vị Bồ Tát đã giác ngộ và thanh tịnh, thì làm sao tham dục lại phải nao núng trước ông kia chứ? Này, ngay cả những người đã thanh tịnh cũng bị tham dục làm lạc hướng, và những người đã đạt đến vinh quang tột đỉnh cũng phải chịu khổ nhục suy tạc. Nói vậy xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thổi nọ, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát Thọ Sanh và một gia đình Bà La Môn giàu có tại quốc độ Kashi. Khi ngài trưởng thành và việc học vấn đã hoàn mãn, ngài từ bỏ dục tham, xuất gia sống đời ẩn sĩ, đi vào chốn độc cư ở núi Tuyết Sơn. Tại đó, nhờ thành tựu các pháp môn đưa đến thiền định, ngài đã đạt các thắng trí và các thiền chứng, và sống an vui như vậy trong thiền lạc di diệu. Vì thiếu muối và giấm, một ngày kia, ngài vào Ba La Nại. Tại đó, ngài đến cư trú trong ngự viên của nhà vua. Ngài kế tiếp, sau khi đã tắm rửa xong thân mình, ngài xếp chiếc y bằng vỏ cây vẫn thường đắp, khoác lên vai tấm da linh dương màu đen, buộc các cuộn tóc rối thành một búi trên đỉnh đầu, và mang đòn gánh với hai thúng trên lưng. Ngài bắt đầu du hành để khất thực. Trên đường đi đến cổng hoàng cung, oai nghi của ngài khiến nhà vua thán phục và truyền mời ngài vào. Thế là vị ẩn sĩ được đặt lên một bảo tọa cực kỳ quý hoàng lộng lẫy và thích đãi mọi thứ cao lương mỹ dị. Khi ngài nói lời tùy hỷ công đức, ngài lại được mời đến cư ngụ ở Hoa Viên. Vị ẩn sĩ nhận lời mời và trong 16 năm liền sống ở Hoa Viên, thường thuyết giáo cho cả hoàng gia và thọ hưởng ngự thiện do vua cúng dược. Bấy giờ một ngày kia, vua phải ra chốn biên địa để dẹp loạn. Song trước khi khởi hành, vua ủy thác cho hoàng hậu được mệnh danh là Từ Tâm phải cung cấp các vật dụng cần thiết cho vị ẩn sĩ thanh tịnh kia. Vì vậy, sau khi vua ra đi, Bồ Tát vẫn thường đi đến cung điện khi ngài muốn.
Một ngày kia, Hoàng hậu Từ Tâm đã chuẩn bị một bữa cơm dâng cúng Bồ Tát. Nhưng vì ngài đến muộn, nên Hoàng hậu vô phòng tắm rửa. Sau khi tắm nước qua xong, bà dẫn xiêm y hết sức lộng lẫy và nằm xuống đợi ngài đến trên một bảo tọa nhỏ trong một khách sảnh rộng lớn. Khi vừa xuất khỏi thiền định, thấy đã trễ giờ, Bồ Tát liền phi hành qua không gian để đến cung điện. Chợt nghe tiếng sột soạt của chiếc y bằng vỏ cây, Hoàng hậu vội vã đứng dậy để đón tiếp ngài. Trong lúc vội vàng, chiếc y của Hoàng hậu tuột xuống, để lộ mọi vẻ kiều diễm của bà trước mặt vị ẩn sĩ khi ngài vừa đến cửa. Thế vậy, ngài bỗng ham thích chiêm ngưỡng sắc đẹp nữ nhân kỳ diệu kia nên đã phạm giới đức. Lửa dục nhen nhúng trong tâm ngài khiến ngài giống như thân cây to bị chiếc rìu đốn ngã. Lập tức ngài đánh mất thiền lực, ngài chẳng khác gì con quạ bị cắt cục đôi cánh. Ngài vẫn đứng yên, tay nắm chặt thức ăn, nhưng ngài không ăn được mà bước ra đi. Toàn thân rung động vì dục vọng, ngài trở về am thất trong vườn hoa, nằm xuống trên sàn tọa bằng gỗ, và suốt 7 ngày liền chịu đói khát. Toàn thân bị siết chặt trong vòng dây của sắc đẹp yêu kiều kia. Nội tâm của ngài như bị lửa dục thiêu đốt bừng bực. Vào ngày thứ 7, nhà vua trở về sau khi đã bình định biên thùy. Vừa ngự dương xa giữa đám rước linh đình quanh hoàng thành xong, vua đi vào cung. Rồi ngài muốn thăm vị ẩn sĩ kia. Bèn đi đến hoa viên. Tại âm thất, vua thấy Bồ Tát đang nằm trên sàn tọa, tưởng vị ẩn sĩ bị bệnh, vua ra lệnh quét dọn sạch sẽ âm thất, và vừa dỗ vào chân ẩn sĩ ấy, vừa hỏi ngài bị bệnh gì. Tâu đại vương, tâm ta đang bị dục tham trói buộc, đó là căn bệnh duy nhất, toàn thân bị siết chặt trong vòng dây của sắc đẹp yêu kiều kia. Nội tâm của ngài như bị lửa dục thiêu đốt bừng bực. Vào ngày thứ 7, nhà vua trở về sau khi đã bình định biên thùy. Vừa ngự dương xa giữa đám rước linh đình quanh hoàng thành xong, vua đi vào cung. Rồi ngài muốn thăm vị ẩn sĩ kia, bèn đi đến hoa viên. Tại âm thất, vua thấy Bồ Tát đang nằm trên sàn tọa, tưởng vị ẩn sĩ bị bệnh, vua ra lệnh quét dọn sạch sẽ âm thất, và vừa dỗ vào chân ẩn sĩ ấy, vừa hỏi ngài bị bệnh gì. Tâu đại vương, tâm ta đang bị dục tham trói buộc, đó là căn bệnh duy nhất của ta. Ngài có dục tham đối với ai? Tâu đại vương, với hoàng hậu Từ Tâm đấy. Vậy thì từ nay hoàng hậu thuộc về ngài, trẫm ban nàng cho ngài đấy. Nhà vua bảo. Sau đó, nhà vua cùng vị ẩn sĩ đến cung điện ra lệnh cho hoàng hậu phục sức cực kỳ lộng lẫy, rồi trao bà cho Bồ Tát. Nhưng trong lúc ban tặng hoàng hậu, nhà vua bí mật ủy thác bà phải đem hết sức mình cứu nàng cho vị ẩn sĩ thanh tịnh ấy. Hoàng hậu bảo, xin thánh thượng đừng lo ngại, thần thiếp sẽ đi cứu ngài. Thế là cùng với hoàng hậu, vị tu khổ hạnh ra khỏi cung điện. Sau khi đã vượt qua đại hoàng môn, hoàng hậu kêu lên rằng, hai người phải có một ngôi nhà để ở. Thế là ngài phải trở lại để xin vua một cái nhà. Và vua ban cho hai vị một túp lều đổ nát mà khách qua đường dùng làm nhà tắm. Vị ẩn sĩ đưa hoàng hậu đến đó, nhưng bà không chịu bước vào trong. Vì nó quá dơ bẩn. Ngài kêu lên, vậy ta còn phải làm gì nữa? Bà đáp, này, cha hãy dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Bà lại bảo ngài trở về cung vua, xin một cái cuốc và một cái thúng, rồi bảo ngài quăng hết mọi thứ rác rưởi dơ bẩn đi. Xong, lại bảo đi tìm phân bò về, trát lên các bức tường. Hết việc ấy, bà bảo ngài đi đóng cái giường, cái ghế, trải một tấm đệm, lấy một bình nước, một cái chén. Cứ mỗi lúc lại bảo đi tìm một món. Kế đó, bà lại bảo ngài đi gánh nước về, và thêm cả ngàn việc khác nữa. Thế là ngài ra đi tìm nước đổ đầy bình, xong lấy nước về tắm rửa và dọn giường. Vừa khi ngài ngồi lên trên giường cùng bà liền nắm râu ngài kéo xuống, đối mặt với mình và bảo, thế ngài đã quên rằng ngài là một bà la môn thanh tịnh rồi sao? Nghe thế, ngài liền tỉnh ngộ sau một thời gian cuồng tâm loạn trí. Nhân đây cũng nên nhắc lại bài thuyết giảng bắt đầu bằng, như vậy dục tham triền cái được gọi là ác dục, vì chúng phát khởi từ vô minh. Này các tỷ kheo, những gì phát khởi từ vô minh đều tạo nên khối si ám dày đặc. Thế là sau khi hồi tỉnh, ngài suy nghĩ, thấy rõ bằng cách nào các ái này trở nên mãnh liệt dần dần sẽ đưa ngài đến 4 đọa xứ. Ngài kêu lên, nội ngày hôm nay ta quyết đưa nữ nhân này trả lại cho nhà vua và bay thẳng lên núi. Ngài liền cùng hoàng hậu đến yết kiến vua và nói,
Tâu Đại Dương, ta không còn ham muốn hoàng hậu nữa. Chính vì hoàng hậu mà trước đây khát ái đã bừng dậy trong lòng ta. Nói vậy xong, ngài ngâm kệ: trước thời ta được từ tâm, lòng ta chỉ một ước mong chiếm nàng. Đến khi nhan sắc nữ hoàng ngự trong tâm trí ta càng đẫm mê, dục tham dồn dập tứ bề, đại dương, ta quyết bay về núi xưa. Lập tức thiền lực trước kia đã mất, nay trở lại với ngài, nhảy dục từ mặt đất và trụ giữa hư không. Ngài thuyết pháp cho nhà vua và phi hành qua không gian đến dãy tuyết sơn. Ngài không bao giờ trở lại đường thế tục nữa, mà tu tập phát khởi từ bi tâm cùng với thiền quán không gián đoạn, cho đến khi ngài mệnh chung và tái sanh vào phạm thiên giới. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư thuyết giảng bốn sự thật. Vào lúc kết thúc bài giảng, vị tỷ kheo đắc quả A-la-hán. Bậc đạo sư cũng nêu mối liên hệ giữa hai câu chuyện và nhận diện thiền thân. Vào thời ấy, Ananda là nhà vua. Upalavana, liên qua sắc, là từ tâm, và ta là ẩn sĩ ấy.